thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hạn chế để có giải pháp khắc phục. Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sông Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 12 tháng 9. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Sông Công đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ngành trên địa bàn xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đảng bộ thành phố xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, thành phố đã ban hành 11 chương trình đề án, xác định 8 công trình trọng điểm và 3 đột phá phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế của thành phố tiếp tục có sự phát triển, các chỉ tiêu cơ bản tăng trưởng so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành kế hoạch như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt bình quân 18,1% trên năm, vượt 1,1%. Thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 31,5% trên năm, vượt 16,5%. Hàng năm có 97,15% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt 17,15%. 93,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt 13,1%. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu chưa đạt, cần tập trung lãnh đạo thực hiện để hoàn thành trong thời gian tới. Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém còn và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và những khó khăn đất thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 9, đồng thời đề xuất bổ sung nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp khắc phục nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết một cách toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết đại hội lần thứ 9 của thành phố đã đề ra. Về những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 9, đồng chí Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu. Phát huy kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng cán bộ đảng viên, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và tiếp tục phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố với mục tiêu là phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để xây dựng thành phố Sông Công trở thành trung tâm công nghiệp phía Nam của tỉnh. Xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, sáng xanh, sạch đẹp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng lãng phí, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thành phố Sông Công đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị thành phố Sông Công thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục như việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội so với yêu cầu phát triển đô thị vẫn còn thiếu và yếu. Đảng bộ thành phố cần tập trung chỉ đạo rà soát đánh giá chi tiết cụ thể các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đề ra. Kính thưa các đồng chí, trong thời gian tới thì cũng rất là mong các đồng chí là thực hiện những cái khắc phục những cái khó khăn hạn chế mà tôi vừa nêu. Ngoài ra thì đặc biệt là quan tâm tới cái việc đánh giá, rà soát đánh giá chi tiết cụ thể các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội thành phố đã đề ra. Đối với các chỉ tiêu có tiến độ thực hiện chưa được cao, chưa được đủ thì cần phải đề ra những giải pháp cụ thể và chi tiết cũng như là phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nhân dịp này, Thành ủy Sông Công cũng tổ chức tổng kết cuộc thi viết, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Sau hơn 3 tháng triển khai, toàn thành phố có 4.025 người tham gia dự thi, đạt 154% so với tổng số đối tượng dự thi bắt buộc. Chúng tôi cũng nhận thức là cần thiết để mình viết, để mà mình nhận thức và nâng cao cái trình độ của người đảng viên, để về nhận thức về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mình làm gương cho các đồng chí đảng viên cũng như là con cháu trong gia đình. Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi viết học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trao 27 giải cho các cá nhân tập thể xuất sắc.